Nissan Navara 2024. Nhưng mà quay cho anh em xem cái này. Anh em nhận ra cái thanh thể thao này là của hãng gì không? Của dòng xe gì không? Ranger đấy anh em ạ. Ranger Wildtrak đấy. Nissan Navara nhưng mà lắp thanh thể thao Ranger Wildtrak nhá. Đấy. Độ lên là nhìn cũng hợp phết đấy, lùa đâu anh em. Nói thật là con này khi mà lắp cái bộ thanh thể thao này vào ấy là phải độ phải chế anh em nhá. Đấy. Chứ không phải là đặt phát rồi là ăn luôn đâu. Nên là nhiều anh em mà muốn lắp cái thanh thể thao này thì phải lưu ý. Và size kích thước về anh em phải cắt, phải gọt và phải chế. Đấy. Anh em phải có kỹ thuật về cơ khí thì anh em mới làm được cái bộ thanh thể thao này lắp trên xe này được. Đó. Nói chung là nhìn khá là hay đấy. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia nhưng mà nhìn cũng khá là hợp lý. Đó, thanh thể thao Wildtrak từ hãng ra đấy. Thanh thể thao xịn đấy nhá. Đó. Còn anh em nào muốn độ xe cũng như là nâng cấp về các đồ chơi xe bán tải thì em mời qua Akala Thành Viên gặp em Hưng anh em nhá.